Vâng, hello, em chào toàn thể anh chị em và con cô bác buổi trưa nha. Innova, em cũng mới vừa thay cái lớp bê nước. Máy em vui rồi. Bữa hổm nó mới mua về nó hư cái lớp bê nước, em mới thay xong ha. Vừa thay xong đem về tới cửa hàng thôi. Giờ em sẽ quay cho anh em nhìn ha anh em ha. Em này là đời 2012, 4 cái vỏ, sơn xi còn đẹp. Sơn xe còn rất là khá nha anh chị nha. Thích hợp nhanh lái trên gương nè, gạt mưa phía sau nè, kính bấm nè, cảm biến nè, nói chung là lên hết rồi, lên G hết rồi anh em ha. Mặc định nếu mà cái dòng này bản gì thì nó không có này, lên hết rồi anh em nè. Cho nên xe rất là đẹp. Mặc định dòng này sẽ được trang bị thêm hai túi khí nha anh chị nha. Form mới 2012 sẽ trang bị hai túi khí, túi đây túi bên kia ha. Dàn lạnh thì 2-3 dàn lạnh luôn, quá trời lạnh luôn nha anh chị nha. Tha hồ mà chạy luôn, khỏi sợ bị nực. Dàn ghế quá đặt rất là đẹp. Túp lô túp ly cũng ok hết trơn anh chị ha. Kính bấm nè, keo chỉ 100%, cảm biến dè phía sau luôn ha anh chị ha. Đó, gạt mưa sau luôn. Đó, rất là đẹp, biển số đẹp luôn, 39618. Sơn xi rất là liền xe nha anh chị nha. Đó, nóc xe liền cong. Bốn cái vỏ dày cui. Vỏ quá dày luôn, lòng dè lòng bận mới tinh anh chị. Đây nè. Đó. Còn mới lắm. Chữ khừ ha. Phía sau nè, gầm nè. Bánh xe cua nè. Bánh xe cua còn khá ok, gầm chuẩn hết rồi. Đó. Dấu điện nè anh chị. Đó. Đít đẹp quá. Đít còn ngon lành, cứng khừ luôn. Đít này chưa bị ai hung luôn. Keo chỉ 100% nha anh chị nha. Đó. Keo chỉ cabo dưới nè. Đó. Đầy đủ. Đồ nghề không biết còn không đây. Đồ nghề còn đầy đủ luôn nha anh chị nha. Dàn lạnh phía sau nữa nè. Trần bọc simili. Trần còn rất là đẹp luôn nha anh chị ha. Trần riêng theo xe luôn, đẹp lắm. Dòng này bán gì là đa phần là dịch vụ với taxi ha anh chị ha. Mà xe này thì mình tìm mình chưa thấy màu xanh, thì chắc có thể là xe này kệ dịch vụ chứ không đến đổi là taxi. Tại vì thường taxi là màu xanh Maybelline ha, này không thấy màu xanh. Máy số gầm chất, kia chỉ đầy đủ, kính bấm auto, lốp kính, vô lăng rất là đẹp nha anh chị nha. Đồng hồ và báo hiển thị là 170.000. Đó, cũ số còn rất là chuẩn luôn. Đã hiện gõ băng luôn. Đó. Văn sần tấp ly cũng rất là đẹp anh chị ha. Có màn hình luôn nha anh chị nha. Điều hòa mát rượi. Kính lái sau. Tay nắm cửa, nói chung là chiếc xe này là chuẩn hết rồi anh em ơi. Mua về chỉ việc lên xe và chạy thôi. Dàn ghế thì tuyệt vời. Đó. Ghế còn rất là sáng xe anh chị ha. Xe này về không tốn ngàn nữa nha. Cam kết với anh chị mua về xe này không tốn ngàn bạc nữa. Xe đã đẹp hết rồi. Đời 2012 đời cao nha anh chị nha. Form này thì đầu 2012 vừa qua form mới luôn á. Form này nó nói dài tới 2014 ha anh chị ha. Để mở capo cho này mình nghe tiếng máy nè. Toyota 43G. Bốn vỏ dày cui. Bốn cái vỏ dày cui theo xe ha anh chị ha. Lòng dè trong cũng thường vậy luôn anh chị ha. Chưa có sơn gì luôn nè anh chị nè. Quay cái gầm cho anh em mình xem nữa nè. Máy nổ thì thầm mùa xuân luôn. Cabo keo chỉ đầy đủ hết anh chị nha nè. Đó, keo chỉ cabo nè. Đây đó, đó. Logo nhãn mát tới giờ vẫn còn luôn anh chị ha. Xương đầu, đầu gì ở trong. Xe này em thấy còn khá là đẹp anh chị. Giá tiền là rất là rẻ ha, cho nên là nó chỉ bằng giá với Innova G đời 2008 á. G208 cũng tầm giá, em mới vừa bán một con 275 triệu á. Này mình bán 270 rẻ hơn G208 nữa. Mà được cái form mới, hai túi khí, phanh ABS luôn. Giá này thì quá ok ha anh chị ha. Không đổ hơi đổ khói gì chứ nha anh chị nha. Có hình như cái này không có phanh ABS chứ ta, sao nhớ nè. Ở 22 chứ chưa quá. Trước mình mua 23 là có ABS mà sao em này không có nè. Có hai túi khí thôi anh chị ơi. ABS không thấy nha. Nói là phải gõ để mà công anh em mình bắt lỗi ha. Đúng rồi, cái này chưa thấy phanh ABS nè. Thường ABS nó có nó gắn ở đây nè anh chị. Vậy là chắc đời này nó chưa bắn gì, 22 chưa có ABS. Máy còn sạch bon rồi anh chị. Máy sạch bon. Máy nổ
rất là êm nha anh chị nha, không một miếng hơi miếng khói luôn nha. Máy còn rất là chất, chất nước cũng thừa luôn nè, máy êm quá. Giá tiền này thì nó quá hợp lý anh chị ha. Chỉ với 270 triệu anh em mình có Innova Form mới 2012 chạy rồi. Biển số lại đẹp, biển Sài Gòn nữa chứ. Thích hợp anh em nào ở Sài Gòn xem tên đỡ tốn tiền biển nè. Xe thì ngay chủ nha anh em nha. Anh em nào thích xe này thì liên hệ ngay cho em Thịnh mình qua số điện thoại là 0834333371 hoặc là 0397026935. Thì cả hai số trên đều có Zalo nha. Em cảm ơn anh em nhiều.